Thanh Vân phát biểu, đại biểu Thượng tọa Thích Đức Thiện chuẩn bị. Kính thưa Quốc hội, tôi có hai kiến nghị sau khi nghe báo cáo của đoàn giám sát. Kiến nghị nhất ấy, đó là cần xác lập một hệ thống y tế quốc gia trên cơ sở hệ thống y tế công lập và hệ thống y tế tư nhân. Vì sao lại vậy? Vì chúng ta có thể nhận thấy trong đại dịch là cái sức chống đỡ của đơn phương của hệ thống y tế công lập chưa đủ sức. Trong khi đó, cái huy động lực lượng y tế tư nhân thì lúng túng vì chưa có cơ chế. Mà hợp thành hai cái cấu thành này thành hệ thống y tế quốc gia thì sẽ tạo ra sức mạnh và có đủ sức phòng ngự tất cả các cuộc đại dịch. Nếu như thành lập cái hệ thống y tế quốc gia thì có ba cái nội dung trụ cột. Thứ nhất, đó là đan xen và kết hợp ba cái tầng khám và điều trị. Một là tầng khám chữa bệnh ban đầu mà lấy y tế cơ sở, trạm y tế làm trụ cột, cộng với y tế gia đình, y tế các cái phương thuốc gia truyền, rồi là lương y ở các khu vực phải tận dụng như vậy. Và chúng ta không nên máy móc đặt trạm y tế ở các xã. Tôi cho rằng là có thể đặt trạm y tế ở cụm xã, liên xã để mà đầu tư cơ sở vật chất đủ lực cho cái trạm y tế có năng lực hơn. Cái thứ hai ấy, đó là tiêu chuẩn hóa các cơ sở khám chữa bệnh cả tư nhân và công lập để dần dần ấy có cái sự tương thích để bà con nhân dân có thể lựa chọn, không có sự phân biệt giữa y tế tư nhân và y tế công lập. Và cái thứ ba nữa là cơ chế tài chính cho các cái cấp mà khám chữa bệnh. Và cái cấp thứ hai ấy, đó là cấp y tế chữa những cái bệnh căn bản, đó là các cái hệ thống bệnh đa khoa ở bệnh viện đa khoa. Và cấp thứ ba ấy, đó là bệnh viện chuyên ngành. Thì đó là cái trụ cột nhất. Trụ cột thứ hai đó là cái cơ chế tài chính để mà chi trả cho các cái cơ sở khám chữa bệnh ấy trên tinh thần tự chủ, và đặc biệt ấy là cái sự hợp tác giữa y tế công và y tế tư. Điển hình nhất là trong đại dịch chúng ta không có cơ chế để mà huy động lúng túng, bởi vì không có cái sự hợp tác và chia sẻ, nhất là cái chi trả bảo hiểm y tế. Cái thứ ba nữa ấy, đó là cái sự điều hành nhất quán. Thì tôi cho rằng ấy, cái hệ thống y tế quốc gia ấy, được điều hành thống nhất bởi các cơ quan quản lý nhà nước về y tế ở trung ương đến cơ sở. Cái hướng này thì không tán thành, không giống như cái ý kiến đề nghị của nhiều người, đó là giao cho ủy ban nhân dân cấp huyện. Tôi cho rằng là phải ngành y tế quản lý. Cái kiến nghị thứ hai đó là cần phải đầu tư để mà hình thành một cái hệ thống dữ liệu, cơ sở dữ liệu y tế quốc gia. Ở trong đó có đầy đủ các cái tích hợp để mà mỗi khi người bệnh có cái nhu cầu khám chữa bệnh thì kích hoạt vào cái hệ thống dữ liệu này để tìm ra cái địa chỉ thích hợp nhất, ngăn cản được cái tình trạng tồn đọng ùn ứ ở các cái tuyến bệnh viện. Cái thứ hai nữa là hình thành nên các cái bệnh án điện tử, hồ sơ khám bệnh điện tử, chỉ dẫn điện tử, bác sĩ điện tử, để khi mà người dân có nhu cầu khám chữa bệnh có thể truy cập vào các cái trang web của Bộ Y tế, vận hành một cách thống nhất, biết được cái dấu hiệu bệnh tật của mình ở cái cấp gọi là cấp sơ cứu ban đầu thì có thể có bác sĩ điện tử hỗ trợ tự động, bởi vì nó có cái ứng dụng trí tuệ nhân tạo lập tức có thể hỗ trợ được bà con mà không phải mất tiền, có thể cung cấp cho người bệnh những cái bệnh đơn giản nhất, cái phương thức chữa bệnh, cái công thức chữa bệnh bằng những cái thuốc đơn giản mà hiệu thuốc có thể cung cấp được. Với hai cái đề xuất như vậy, tôi nghĩ rằng cái y tế của chúng ta có thể chủ động để mà đối phó được với các cái đại dịch nếu xảy ra trong tương lai.
Xin hết kiến, cảm ơn câu hỏi. Xin cảm ơn đại biểu. Kính mời